Huyền Thư, Cha Rốt xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với trả bài chung có chủ đề điều gì sẽ diễn ra nếu bạn tiếp tục hoặc là buông bỏ mối quan hệ này. Nếu mà những ai đã nghe trả bài chung là ai đang nhớ bạn rất nhiều thì chúng ta thấy một câu chuyện, một mối quan hệ tâm linh với những bài học để giúp cả hai bên cùng phát triển và hoàn thiện hơn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem là cái bài học vậy đã kết thúc hay chưa, thể hiện qua cái việc là nếu tiếp tục thì sẽ như thế nào và nếu buông bỏ thì sẽ như thế nào các bạn nhé. Ở đây có hai viên đá. Cái viên đá màu tím là đại diện cho cái việc là nếu tiếp tục thì sẽ như thế nào, còn viên đá màu xanh chù xì là nếu buông bỏ thì sẽ như thế nào. Bây giờ chúng ta đến với tụ bài đầu tiên là nếu bạn tiếp tục mối quan hệ này thì sẽ như thế nào nhé. Xin chào các bạn, chọn tụ bài số 1. Chúng ta đang ở trả bài là nếu bạn điều gì sẽ diễn ra nếu bạn tiếp tục hoặc là buông bỏ mối quan hệ này. Thì bây giờ mình sẽ có hai tụ bài dành cho là nếu bạn tiếp tục thì năng lượng nữ sẽ như thế nào và năng lượng nam sẽ như thế nào nhé. Bây giờ chúng ta cùng đọc bài. Nếu bạn tiếp tục mối quan hệ này thì đây là năng lượng nữ. Điều gì sẽ diễn ra nếu bạn tiếp tục mối quan hệ này? Mình thấy là nếu như mà những bạn mang năng lượng nữ tiếp tục mối quan hệ này thì mình thấy có một sự chuyển đổi, một sự cái năng lượng của đấy là năng lượng của sự chuyển đổi, thay đổi, chuyển hóa từ cái năng lượng của nỗi sợ này, của sự bất an này, chạy trốn này, đến năng lượng của sự cân bằng. Có nghĩa là mình có cảm giác như là nếu mà người nữ tiếp tục cái mối quan hệ này ấy, thì dần dần sẽ có một cái năng lượng nào đấy nó diễn ra âm thầm ở bên trong người nữ này, giúp nàng đi từ cái nỗi sợ, từ sự bất an, từ cái việc mà chạy trốn ấy, để hướng tới cái việc là để đạt đến cái năng lượng của sự cân bằng. Mình thấy nếu mà người nữ tiếp tục mối quan hệ này thì cái người nam này, mình thấy năng lượng của Madison giống như họ được tiếp thêm cái sức mạnh vậy. Đấy, mình thấy giống như là cái người nữ mà tiếp tục mối quan hệ này thì tạo động lực cho người nam, cho Madison. Ở đây thì mình, hôm qua chúng ta có nhìn thấy lá Madison ở năng lượng nữ, nhưng hôm nay mình thấy nó thuộc về năng lượng nam. Có nghĩa là nếu mà cái người nữ này tiếp tục ở lại sẽ tạo thêm sức mạnh để người nam này trở thành Madison. Và giống như là cái năng lượng của Nine Pentacle là cái người đàn ông này, cái người nam này họ sẽ hướng về phía trước, họ sẽ vì cái tình yêu của người nữ này, vì tình yêu, sự hy sinh, sự chờ đợi, lòng tin tưởng ấy, đó, để họ vượt qua được cái năng lượng của Knight of Wands, giống như là họ có được cái niềm tin, họ có được cái động lực để mà họ vượt qua được cái nỗi sợ hoặc một sự ám ảnh nào đó của mình kiếm nhá. Thì nếu mà cái mối quan hệ này tiếp tục thì người nữ này, thì năng lượng nữ này, thì mình nghĩ rằng năng lượng nữ sẽ giúp được người nam, một là năng lượng nữ đạt được sự cân bằng và giúp được năng lượng nam có được cái sức mạnh để vượt qua được những chướng ngại, có được cái chiến thắng, gọi là chiến thắng chính mình nhá. Còn bây giờ nếu tiếp tục thì cái năng lượng của người nam sẽ thế nào? Mình thấy là nếu cái mối quan hệ này tiếp tục ấy thì mình thấy năng lượng của người nam, để mình xem đã, mình có cảm giác là không hiểu vì sao ở đây mình thấy có sự hiếu thắng ở đây các bạn. Mình ở đây nếu mà ai là nam nghe mà đúng cái năng lượng các bạn thì các bạn comment cho mình biết nhé, hoặc là người nữ cảm nhận thấy đúng với năng lượng người nam thì nói cho mình biết. Mình có cảm giác như là mình nhìn vào cái trả bài này mình lại thấy buồn cười. Mình cảm thấy, ví dụ mình có cảm thấy là tự nhiên lại khó diễn đạt đến cái độ bài của người nam, tự nhiên mình cứ thế lúng ta lúng túng, không diễn đạt được. Mình thấy là giống như là vừa có một cái sự thi gan ở đây á, mình thấy có năng lượng đó. Mình có cảm nhận thấy như này này, cái khoảng thời gian vừa rồi mà hai người theo kiểu giống như là có cái năng lượng của ngắt kết nối hoặc là im lặng, thì cái người nam này cố tình, có sự cố tình ở đây, Page of Wands là luôn tỏ ra là mình vui vẻ này, thậm chí là đi chơi này, đấy, thậm chí là quen cô này cô kia này, thậm chí là tỏ ra là theo kiểu luôn luôn tỏ ra là mình rất là đẹp đẽ rồi, mình rất hào sảng rồi, mình nghĩa là làm thế nào đó để cho cái kích hoạt cái năng lượng ghen của cái người nữ kia lên.
Thì nếu mà mối quan hệ này tiếp tục, và các bạn biết là tiếp tục ở đây có nghĩa là hàn gắn, làm thế nào để mối quan hệ tốt lên chứ không phải tiếp tục là duy trì cái sự im lặng đâu. Các bạn nhé, các bạn nhớ cho mình là tiếp tục có nghĩa là tiếp tục là dù các bạn có thể hiện ra hay không, nhưng ở bên trong các bạn, từ trong cái trái tim của các bạn phải hướng tới cái việc là các bạn tin tưởng, các bạn xây dựng. Thì đó mới gọi là tiếp tục, chứ không phải là tiếp tục là cứ để cho một cái tình trạng nào đó nó diễn ra đâu nhá. Thì mình thấy là nếu tiếp tục trong cái việc là các bạn hướng tới cái việc là xây dựng cùng nhau để hỗ trợ nhau phát triển ạ, thì mình thấy năng lượng là cái năng lượng của sự hiếu thắng ấy này, bây giờ quan cho mình năng lượng của sự hiếu thắng thi gan được buông xuống, và mình thấy cái người cũng là khi nghèo sót, cũng là năng lượng khi nghèo sót ở đây, nhưng mình thấy lại có một cái năng lượng của cái việc của cái sự trưởng thành nghiêm túc nhìn về cái mối quan hệ của hai người, và mới nhận ra rằng tại sao trong mối quan hệ của mình nó lại của mình và của cô ấy, ấy lại nhiều cái tranh cãi đến như thế, lại nhiều băn khoăn như thế, lại mệt mỏi theo kiểu là im lặng đến như thế á. Thì họ nhận ra rằng người ta nhận ra rằng do mình năng lượng của bốn cốc, do mình im lặng, do mình cân nhắc quá nhiều cho nên mới dẫn đến mối quan hệ là như thế. Có nghĩa là các bạn thấy chưa, có nghĩa là nếu mà tiếp tục mối quan hệ tiếp tục, và các bạn nhớ là tiếp tục trên cơ sở có thể các bạn không nói gì với nhau, nhưng chỉ cần trong luân xa tim của các bạn, ở trong trái tim của các bạn ấy, trong ý niệm của các bạn khởi lên cái năng lượng là mình sẽ xây dựng mối quan hệ này, mình sẽ tiếp tục ở bên người này, thì nó vẫn là cái năng lượng tiếp tục nhé, chứ không phải là tiếp tục thi gan với nhau theo kiểu là mặc kệ đâu. Thì các bạn sẽ thấy là nếu tiếp tục thì nó sẽ như thế nhá. Rồi vậy thì bây giờ mình xem là còn nếu kết thúc nhá, tự nhiên mình muốn xem là nếu kết thúc là như thế nào, sau đó cần cần hỏi thêm cái gì thì mình sẽ hỏi tiếp. Nếu mà nếu điều gì sẽ diễn ra nếu mối quan hệ này kết thúc, thì mình cũng sẽ chia làm hai hai tụ bài, một tụ bài cho người nữ là nếu mối quan hệ này kết thúc thì người nữ này sẽ như thế nào, còn người nam sẽ như thế nào, thì trước hết là của người nữ đã. Điều gì sẽ diễn ra nếu mối quan hệ này kết thúc, mình check năng lượng nữ trước nhá. 6 gậy, 2 xu, 9 xu. Mình thấy ấy, nếu như là cái mối quan hệ này này mà kết thúc ấy, thì cái ở năng lượng người nữ sẽ diễn ra mấy cái nguồn năng lượng như sau này. Nguồn năng lượng đầu tiên, thời gian đầu nàng cảm thấy rất là vui vẻ, bởi vì là hôm qua chúng ta thấy là người nữ rơi vào cái tình trạng là cái người nam này luôn im lặng và nàng luôn cảm thấy là không được tôn trọng mà. Thì cái thời gian đầu mà chia tay thì nàng cảm thấy rất là vui, giống như trút được một gánh nặng và cảm thấy mình rất là nhẹ nợ thong dong đi trên cái hành trình của mình. Sau đó thì nàng tập trung năng lượng của hai xu rồi thu xếp với cuộc sống riêng của mình ấy đó, và tập trung vào trở thành chín xu, có nghĩa là nàng sẽ phát triển về mặt sự nghiệp, về mặt tài chính ấy, trở thành chín xu lộng lẫy và xinh đẹp. Nhưng mà mình cảm thấy được một thời gian thôi, thì cứ khoảng ban ngày, ví dụ đại diện cho ban ngày thì nàng tập trung trung vào công việc, nhưng mà đến khi vào buổi tối đêm về thì nàng bắt đầu đối diện với cô đơn, nàng mới bắt đầu tất cả những cái nỗi cô đơn ở bên trong, những cái trống vắng ở bên trong nó bắt đầu trỗi dậy, năng lượng của chất mần nó trỗi dậy, năng lượng chất mần của năng lượng của sự phán xét, nghĩa là nhìn sâu vào bên trong mình và chợt nhận ra rằng mình nhận ra rằng dù mình có ở trong ở với rất nhiều tiền bạc mà mình chỉ có mình ấy, thì nàng cũng nhận ra nàng thấm nỗi cô đơn, nàng cảm thấy chỉ có một mình trên con đường dài tít tắp này, và bắt đầu nàng có xu hướng là nàng khao khát, thèm khát, xin lỗi, khao khát, mong muốn có một người để chia sẻ, một người để mà theo kiểu một người để chia sẻ, một người để đồng hành cùng với mình ở kiếp sống này. Và nàng có sự băn khoăn là không biết có nên quay trở lại với người nào hay không. Đấy có nghĩa là nếu mà kết thúc thì nó sẽ diễn ra như thế. Còn mình hãy xem là cái người nam này, nếu mà điều gì sẽ diễn ra nếu như mà hai người kết thúc với nhau, thì mình thấy ban đầu cái người nam này sẽ cảm thấy rất là buồn, năng lượng của giờ môn cảm thấy buồn, cảm thấy cô đơn và thường xuyên rơi vào cái năng lượng là nhớ nhung, nhớ nhung tiếc thương cái mối quan hệ này. Nhưng mà mình thấy ngược lại một chút ấy, là đó là người nam ban đầu thì theo kiểu giống như là họ nhớ nhung xong thì bắt đầu họ thay đổi, năng lượng người nam rất là mạnh mẽ, bởi vì nam bao giờ cũng thế, họ rất là mạnh mẽ, họ lột xác, họ chuyển đổi, nghĩa là giống như là họ từ một cái năng lượng của cái việc rơi vào trạng thái cô đơn ấy, họ dần dần họ lột xác, họ vượt qua, giống như họ cố gắng họ vượt qua cái với chính mình, cái năm gậy này là một cuộc đọ sức với chính mình để họ vượt lên, năng lượng của 6 gậy cũng là chiến thắng chính mình, họ tự cân bằng, họ bước sang một cái năng lượng khác.
và năng lượng của Queen of Wands và Temperance ở đây có nghĩa là họ cố gắng để mà giống như là mình có cảm giác cái năng lượng là sau khi họ nhận ra rằng họ cố gắng để họ họ chiến thắng lại nỗi sợ của chính mình, thì mình thấy họ có xu hướng là họ cân bằng và họ vượt ra và họ hướng về phía người nữ, hướng về phía người nữ, và mình có cảm giác như là họ có một cái suy nghĩ là mình sẽ không để mất cô ấy một lần nữa, mình sẽ làm thế nào đó để mối quan hệ được cân bằng hơn. Các bạn hiểu không ạ? Có nghĩa là rơi vào hai trường hợp như thế này, các bạn thấy sẽ thấy có cái sự lạc hướng như thế này. Nếu mà kết thúc mối quan hệ này thì người nữ sẽ rơi vào cái trạng thái đó, chính là từ đầu nàng cảm thấy rất là cô đơn đấy, xong ạ, từ đầu nàng cảm thấy rất là vui, nhưng sau đấy nàng rơi vào cô đơn đó, và cuối cùng nàng giống như là nàng mới nhận ra rằng cái người đàn ông ấy, cái người nam này này, năng lượng là hai phần, có nghĩa là không hiểu vì sao mình luôn cảm nhận thấy cái người nữ ấy này, cái năng lượng của hai đa phần, mình có cảm giác như năng lượng của cái việc là trao đổi nói chuyện trìm dầu mang một cái năng lượng của cái tình tri kỷ ấy, thì cái người nữ này họ không tìm đâu ra một cái người mà họ có thể nói chuyện giống như là người nam. Các bạn biết không, có một cái điều rất là kỳ lạ mà mình trong trải bài riêng thôi, là mình thấy có một cái khách hàng của mình ấy, thì có một người mà theo kiểu là hai người đã chia tay từ lâu rồi, nghĩa là không không còn liên quan gì, nhưng cái người đấy rất là hay nhắn tin, và cái người nữ, cái khách hàng đã hỏi mình là tại sao mà đã chia tay và xác định là không có còn liên quan gì đến nhau nữa mà tại sao cái người đấy vẫn cứ hay nhắn tin cho bạn ý. Thì khi mình check năng lượng thì các bạn biết không, ở mỗi một con người có một năng lượng kỳ lạ, có nghĩa là một số người thôi có năng lượng kỳ lạ, là họ có một năng lượng chữa lành, năng lượng chữa lành tự nhiên, thì bất kể ai nói chuyện với họ dù là nhắn tin một phía thôi, thì tự nhiên cứ nói xong thì tự nhiên họ cảm thấy được được tất cả những ẩn ức của mình, nỗi đau của mình, những buồn phiền của mình nó được vợi bớt đi, bởi vì cái đối phương đấy, cái người mà họ nói họ tương tác ấy, dù chỉ trên mặt theo kiểu là tin nhắn thôi nhá, mà không được đáp lại, nhưng mà nó vẫn có cái sự tương tác để cuối cùng cái nỗi đau của họ, cái tổn thương của họ, cái bực dọc của họ nó được vợi đi. Vậy thì cái người nữ này nhận ra rằng tất cả những cái điều mà mỗi khi mà mình gặp cái vấn đề gì đó mà chỉ cần mình kể với cái người nam đó thôi thì tất cả mọi thứ được buông xuống, thì cái 6 xu này cũng là năng lượng được buông xuống, các bạn hiểu không ạ? Xong rồi nàng biết tự hỏi một điều là thế bây giờ mình có nên nhắn tin cho người nam nữa hay không. Còn cái người nam sau một cái khoảng thời gian mà theo kiểu vượt qua được nỗi đau, nghĩa là giống như mất khi không còn người nữ trong cuộc sống của mình nữa, thì nàng thì anh ấy mới nhận ra rằng anh ấy mới cảm thấy thấm đẫm cái nỗi cô đơn, và nhận ra rằng cái người nữ này chính là tình yêu của mình, chính là một cái nửa mà mình vẫn tìm kiếm bấy lâu, và anh ấy nhận ra những cái thiêng liêng của mối quan hệ này và có cái sự lột xác và chiến thắng chính bản thân mình và quay trở về Temperance để làm sao để mối quan hệ này được cân bằng hơn. Vậy thì các bạn sẽ thấy một điều là thực ra chúng ta tiếp tục ở lại thì chúng ta hãy trở thành cái động lực cho đối phương phát triển. Còn nếu chúng ta không ở lại phát triển, nhưng có thể họ vẫn phát triển theo kiểu là họ tập trung để họ họ lớn mạnh hơn á, bởi vì cái người mình có cảm giác nha, ở đây mình đọc bằng năng lượng thôi này, cái người nam này có một cái kiểu là cái người nữ là động lực cho họ, giống như một cái kiểu không khí của họ ạ. Nếu mà mất cái người nữ này đi thì họ cảm giác như là mất đi không khí, mất đi động lực. Toàn mình có cảm nhận như là khi không còn cái người nữ này ở trong cuộc sống ấy thì tự nhiên họ chân tay họ giống như là mất đi cái sức sống ấy, họ không muốn làm cái gì nữa cả, họ chả thấy có cái gì thú vị ở cuộc đời này cả. Thì cứ khi nào còn người nữ ở bên cạnh thì cái người nữ trở thành cái động lực để cho họ phát triển, họ cố gắng, họ phấn đấu, họ nỗ lực, nhưng mà họ cứ kệ, họ vẫn cứ lì lì theo kiểu họ lầm lì như thế. Còn nếu mà người nữ mà rời đi thì họ lại tìm đủ mọi cách để họ quay lại, họ níu kéo cái người nữ này. Vậy thì các bạn chọn tùy các bạn. Nếu mà các bạn tiếp tục ở lại thì các bạn sẽ làm cho người nam đó phát triển về mặt sự nghiệp, bởi vì giống như các bạn trở thành cái nguồn động lực, cái nguồn cổ vũ cho người nam phát triển. Còn nếu các bạn rời đi thì cái người nam đấy sẽ dành cái thời gian để phát triển, để quay lại, để giữ các bạn lại, thì tùy các bạn lựa chọn nhá. Còn người nữ này thì mình có cảm thấy rằng là dù nàng ở lại hay là nàng rời đi thì vẫn có cái xu hướng là nàng phát triển, nhưng mà nàng vẫn tiếp tục phát triển trên cái trong cuộc sống của nàng. Nhưng mình vẫn nhận thấy có một điều là nàng nhận ra rằng không ai có thể thay thế được cái người nam này cả. Vậy thì đến đây các bạn có thể hiểu một điều được rằng đây là một mối quan hệ mà các bạn cần phải đi cùng nhau tại cái thời điểm này để cùng nhau phát triển đó. Vậy thì mình nghĩ xem là mình nên đặt câu hỏi nào vậy nhá. Bây giờ mình muốn đặt một cái câu hỏi khác nữa. Bây giờ chúng ta đã biết là nếu chúng ta rời đi và chúng ta ở lại thì cái mối quan hệ này như thế nào rồi, vậy thì mình sẽ xem là cái
Mình đang nghĩ xem là nên đặt câu hỏi nào. Bây giờ mình đặt một cái câu hỏi, đó chính là cái người nữ này mong muốn gì ở người nam nhé. Để chúng ta nếu mà không không rời đi được, vẫn cứ phải dính chặt với nhau, thì chúng ta lại sẽ phải cái học học cách để mà đi cùng nhau như thế nào cho nó vui vẻ. Thì mình hãy xem là cái người nữ này mong muốn cái gì ở người nam, và ngược lại người nam mong muốn gì ở người nữ nhé. Bây giờ mình đọc bài là cái điều mà người nữ mong muốn gì ở người nam. Em phải khi gặp anh đa cổ. Mình nói thật là tự nhiên mình đọc, dạo này mình hay đọc bài bằng năng lượng. Mình đọc đến, mình cầm mấy lá bài này, tự nhiên trong lòng mình có một cái nỗi thổn thức ấy, giống như là cái tiếng nói của người nữ, mình cảm nhận được tiếng nói của người nữ. Giống như là có cái sự thôi thúc, nó phải 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 bật ra từ luân xa năm của mình ấy. Cái người nữ này họ nói ấy, họ không mong muốn cái điều gì cả, họ không mong muốn được cái điều gì ở người nam cả, mà họ chỉ muốn nói với cái người nam này. Có những lúc họ nhớ cái người nam này rất là nhiều. Nó cũng không hẳn là một cái lời trách móc. Mình đọc ở đây tự nhiên mình thấy cảm động lắm, xúc động, có cả cái tủi thân nữa. Đó là họ mới nói rằng có những lúc ấy, họ cảm thấy họ nhớ cái người nam này rất là nhiều. Năng lượng của Empress thì ở đây có thể có cả những người vợ nhé. Ví dụ như là các bạn là vợ mà theo kiểu chồng đi xa, các bạn ở nhà nuôi con. Hoặc ở đây có cả những cái phụ nữ đơn thân mà đang nuôi con mình. Hoặc có cả những cái cô gái mà đang còn trẻ, thì nó chỉ đại diện cái năng lượng theo kiểu là đang chăm chỉ làm việc một mình ấy, vừa lo cho gia đình. Thì ví dụ như cô ấy ở một mình thì cô cũng thu xếp cuộc sống của cô ấy, nó cũng là năng lượng của Empress. Nhưng trên hết, năng lượng của Empress nói về một cái năng lượng nữ tính ấy, nghĩa là khi nào mà cô ấy quay về, cô ấy đối diện với năng lượng tính nữ của mình, cái tính nữ thiêng liêng của mình ấy, cô ấy đối diện với chính mình, cô không che giấu chính mình nữa, cô không làm cho mình trở nên kiêu hãnh bất cần giống như là chín xu nữa, không làm cho mình tỏa sáng và cảm thấy rằng mình cực kỳ xinh đẹp và mình cần phải phải nghĩa là giống như là cô ấy cho rằng cô ấy phải đẹp và những người nào xứng đáng với cô ấy nữa, mà cô ấy trở về với tính nữ thiêng liêng của mình. Là Empress là tính nữ thiêng liêng, thì giống như là cô ấy thú nhận một điều, đó là cô ấy nhớ cái người nam này rất là nhiều, giống như là em nhớ anh rất nhiều ấy. Nhưng mà cô ấy cảm thấy tủi thân ở chỗ là cái nỗi nhớ của cô ấy là cái người nam đấy hầu như không không cảm nhận thấy được, mà lúc nào cũng chỉ ôm khư khư cái đồng xu này. Thì cái đồng xu này nó vừa đại diện trong cái việc là anh ấy chỉ quan tâm đến sự nghiệp của anh ấy thôi, thậm chí ở chỗ là anh ấy chỉ quan tâm đến cuộc sống của anh ấy và những cái gì có lợi cho anh ấy mà thôi. Thì năng lượng của King of Pentacles, và bởi vì nàng nghĩ như thế nên là nàng chôn giấu cái suy nghĩ thật của mình. Năng lượng của The Hermit là theo kiểu chôn giấu nó đi, không nói ra, cái là gọi là cố tình để mà che đậy cái tâm tư thật của mình. Thêm một cái điều mà cái người nữ cảm thấy nữa là ở đây mình thấy đọc mình thấy có một cái năng lượng rất là buồn cười, nó có cả cái sự ghen tuông và nghi ngờ ở đây nữa. Thì cái người nữ này cảm thấy cái người nam này khi gặp One càng càng theo kiểu càng trở nên phong độ này, thành công này, đẹp đẽ này, lớn lao bao nhiêu, thì cái người nữ này càng nảy sinh cái sự nghi ngờ bấy nhiêu. Mình có cảm giác như là xin lỗi cái này nó bị ngược, cái mình mặc định là mình không rút bài ngược, nên là mình đổi chiều nhá. Thì mình thấy có cái năng lượng là cái người nữ này có cái năng lượng là mỗi khi mà thấy người nam trở thành một cái ngầm ngoan, ông vua của hành động, ông vua của cái vẻ đẹp thay kiểu lồng lộng ấy, đấy, thì bắt đầu họ lại nảy sinh một cái nghi ngờ là thế nào cũng đang đang chắc là có một cái gặp được cái cô nào đấy hoặc là có một ai để ý đấy, cho nên là đang thể hiện bản thân mình. Thế là cô ấy tự đưa mình rơi vào cái năng lượng của cái việc là cảm thấy đau khổ, cảm thấy đau khổ, cảm thấy cô đơn, cảm thấy bị bỏ rơi, và có xu hướng là lặng lẽ bỏ đi khỏi cái mối quan hệ này. Đó có nghĩa là khi chúng ta đặt một cái câu hỏi, đó là cái người nữ này muốn gì ở người nam, thì mình thấy rằng chúng ta đọc được cái bí mật của cô ấy. Tại sao gọi là bí mật? Bởi vì năng lượng của The Hypernative là năng lượng giấu nhẹm cái cảm xúc ấy đi nhá. Và nếu không có tarot thì chúng ta sẽ không bao giờ đọc được cái năng lượng của cô ấy. Còn bây giờ năng lượng của người nam là họ họ mong muốn gì ở người nữ, hai cấp. Ồ, mình thấy cái cặp đôi này rất là yêu nhau. Các bạn có thể là soulmate bậc cao hoặc là twin flame, bởi vì chỉ có cái năng lượng này thì các bạn mới có được cái tình cảm này thôi. Cái người người nam này ý, lại khác hoàn toàn với người nữ. Nếu mà người nữ chỉ lúc nào cũng chỉ nghi ngờ và giấu nhẹm cảm xúc của mình, thì cái người người nam này, cái tình yêu trong lòng của cái người này này, nó cứ bền bỉ, nó cứ êm đềm, nó diễn ra ở trong tâm nội tâm của người này. Mình có cảm giác cái người này, người nam này dù họ làm gì thì cái hình ảnh của người nữ vẫn cứ hiện lên trong tâm trí của họ, giống như là
hình ảnh của em á, cái hình ảnh của em, năng lượng của em, tất cả mọi thứ thuộc về em ấy, nó choán hết toàn bộ cái tâm trí của anh rồi. Có nghĩa là lúc nào cái người nam này họ cũng nghĩ đến đến cái năng lượng của hai cốc, có thể là hai người đã từng ở bên nhau. Nếu các bạn đã gặp nhau rồi thì hai cốc chính là êm đềm ở bên nhau, cảm thấy hòa hợp vô cùng, cảm giác như là ấm êm hòa hợp, bình yên vô cùng. Còn nếu như mà chưa từng gặp nhau thì lúc nào cũng tưởng tượng đến cái cảnh mà chúng ta gặp nhau thì chúng ta sẽ được ở bên nhau như thế. Trong mắt của cái người nam này này, trong suy nghĩ của người nam thì cái người nữ này vừa đáng yêu, năng lượng của Bell khắc cô rất là dịu dàng và đáng yêu, nhưng đồng thời thì cô cũng đầy kiêu hãnh. Có nghĩa là cái người người nam này họ cảm thấy cái cô gái mà mình yêu á rất là đặc biệt. Cô ấy vừa có cái nét hồn nhiên đáng ngây thơ, trong trẻo thuần khiết, lại rất là giỏi giang, bản lĩnh kiên cường, đấy lại có cả một cái phần kiêu hãnh và bất cần nữa. Trong xong rồi lại nghĩ cái chuyện là sáu kiếm ấy, lại nghĩ cái chuyện là bây giờ để đi về phía cô ấy phải vượt qua chặng đường sáu kiếm này, thì xong rồi lại lại nghĩ đến chỗ bảy cốc là không biết là mình phải như thế nào, rồi lại nghĩ đến cái việc là cô ấy bây giờ đã đổi thành chín xu rồi, cô có tất cả mọi thứ rồi. Cô ấy bây giờ cô đang lựa chọn, có lẽ cô ấy đang đang giống như là tự nhiên mình nghĩ đến cái chuyện, tự nhiên mình cảm thấy một cái năng lượng là họ nghĩ là cô ấy đang mở hội kén chồng ấy. Cô đang mở hội kén chồng rồi thì bây giờ rồi chẳng biết là mối quan hệ này còn có thể tiếp tục được nữa hay không. Đấy, xong các bạn thấy không ạ, có mong muốn gì thì mình không thấy mong muốn gì cả, mà cả hai người, người nào một người thì nghi ngờ đối phương, một người thì cảm thấy buồn, cảm thấy mình bị bỏ rơi. Đấy, bốn sư là xong rồi mang cái cô đơn ấy, ôm cái cô đơn đấy đi làm công việc của mình, nhưng lúc nào cũng nghĩ về cái cô gái kia cả. Rồi nhá, rồi đấy, vậy thì mình lại phải nghĩ xem là tiếp theo mình nên đặt câu hỏi nào nữa. Cái câu hỏi tiếp theo mình muốn đặt là cái người nữ này họ họ mong muốn mang cái điều gì, họ có mong muốn giống như là lúc nãy ta hỏi về cái sự mong muốn rồi, nghĩa là họ mong muốn cái điều gì ở người nam, thì bây giờ mình sẽ đặt một cái câu hỏi là họ có cái giống như là lúc nãy là mong muốn, thì bây giờ mình muốn hỏi là họ có muốn trao tặng cho người nam thứ gì không nhá, cái gì không, có nghĩa là họ muốn làm cho người nam cái gì ấy. Chúng ta mong rồi thì bây giờ sẽ xem là họ muốn mang lại được cái gì đó, cái điều mà họ muốn cho người nam á. Còn bên này mình sẽ đặt nè, mình sẽ dùng cái bộ bài này, đó là cái điều mà cái người nam này họ mong muốn cho người nữ, họ muốn cho người nữ là gì. Đọc bài. Cái điều mà người nữ muốn cho người nam này, Queen of Pentacles. Mình nghĩ là người nam nào mà bỏ lỡ cái năng lượng của người nữ này thì có lẽ họ sẽ hối hận cả đời. Các bạn biết trên tay của cái người nữ này là một đồng xu, là cái đồng xu nó đại diện cho toàn bộ cái gia tài của nàng. Gia tài đại diện cho vật chất này, tinh thần này, tâm hồn của nàng. Thì cái điều mà nàng muốn cho cái người nam với cho người yêu của mình là tất cả những gì nàng có. Nghĩa là em muốn cho tất cả những gì mà em có, em muốn dành tặng nó cho anh, giống như là giống như khi mà em đã yêu anh rồi hoặc là đã lấy anh rồi ấy, thì tất cả những cái gì nó thuộc về em, em sẽ dành nó cho anh. Năng lượng của sáu sáu người ở đây là cái người này, mình nghĩ là cái cô gái này cô có một cái năng lượng mà cô tự tin là bản thân mình, một là cô tự tin là bản thân mình, hai là cô này có một năng lượng tự nhiên, đó là cô ở cạnh ai thì cô trở thành cái động lực, cái động lực giống như một cái gì đó mà cô ở cạnh ai là cô mang lại cái sự phát triển cho người đó. Năng lượng của sáu vậy, đúng, cô giơ cô tung hai hai tay giống như là các bạn cứ tưởng tượng như là xem bộ phim trưởng hay cái gì mà người ta chỉ cần đưa hai tay lên, toàn bộ những cái năng lượng giống như những cái gậy nó bay lên đấy, nó biểu hiện cho là cái năng lượng của sự chiến thắng, của sự thành công. Đấy, năng lượng của star là hướng tới cái điều tốt đẹp, ước mơ trở thành sự thực, có nghĩa là mình có cảm giác như cái điều mà cái người nữ này họ tự, một là họ tự tin ở cái điều đó, hai là năng lượng tâm linh theo kiểu vị thầy hướng dẫn nói rằng cái người nữ đấy có cái năng lượng đấy và họ ở cạnh ai thì họ mang lại cái may mắn tốt lành cho cái người người đó, thì cái người nữ này họ mong muốn mang đến cái điều đó. Mình có cảm giác cái người nữ này, một là họ tự nhận cái điều đó bởi vì họ có, hai là lực lượng tâm linh muốn nói rằng họ có cái năng lượng đấy. Người này họ có một cái năng lượng là dù có khó khăn đến bao nhiêu thì họ vẫn có thể chuyển bại thành thắng. Năng lượng của tám kiếm, tức là họ có một năng lượng tuyệt vời ở chỗ là bền bỉ này, thông minh này, hoặc là có một cái năng lượng kỳ bí nào đấy mà dù có khó khăn đến mấy, chỉ cần có họ thôi thì mọi thứ được giải quyết. Năng lượng của Empress có nghĩa là các bạn có tưởng tượng đây là tám kiếm này, một người đang bị nhốt ở trong, gọi là trong cái gương ấy, nó đại diện cho sự bế tắc. Thì cuối cùng ở bên này, nàng đã mang chiếc cốc tình yêu đến để đến cho được giờ phu này rồi. Đấy, vậy thì cái năng lượng ở đây đó chính là dù có chuyện gì xảy ra thì
chỉ cần có nàng có mặt nàng ở bên cạnh thôi thì mọi thứ đều được giải quyết, nghĩa là đại diện cho cái năng lượng của cái năng lượng của sự may mắn, năng lượng chữa lành, năng lượng bình an ấy đó. Cho nên là giống như mình đọc được một cái năng lượng là chỉ cần em ở bên anh thôi thì tất cả mọi thứ chúng ta đều có thể vượt qua được, và em nguyện ở bên cạnh anh ấy, chờ anh cho đến khi nào mà giống như anh trở về thì thôi. Có nghĩa là giống như dù có khó khăn này, có gian khổ này, có lâu đến bao nhiêu anh chăng nữa thì cô vẫn chờ cái người nam này vượt qua những cái thử thách ấy để trở về bên cạnh cô ấy. Các bạn có thấy một cái người năng lượng nữ tuyệt vời không? Nếu ai có năng lượng này các bạn comment ở dưới cho mình biết nhé. Nói chung đây là những năng lượng của Empress, những năng lượng của Empress đích thực. Rồi bây giờ mình xem là cái người nam này họ muốn điều gì cho người nữ. Anh muốn dành tất cả những cái điều tốt đẹp nhất cho em ạ. Mình cầm cái bộ bài lên, tự nhiên mình đọc được cái điều đấy mà mình cảm thấy rất là cảm động. Giờ qua có nghĩa là cái người này này lúc nào họ cũng chăm chỉ, họ làm việc. Ôi mình đọc mình thấy cảm động lắm á. Họ chăm chỉ, họ miệt mài, họ làm việc. Và trong cái lúc làm việc ấy, họ luôn mong chờ là những cái thứ mà họ làm ra nó tạo thành cái sản phẩm ấy, nó tạo thành một cuộc sống tươi đẹp. The World là năng lượng của sự đẹp đẽ, tốt lành ấy, tất cả mọi thứ đẹp đẽ để anh mang về nó cho em. Đấy, và cái lúc nào họ họ cái người này họ luôn tưởng tượng là ngay cả khi làm việc họ cũng tưởng tượng đến cái người nữ này. Trong mắt của họ cái người nữ là một cái cô gái rất là lương thiện này, đáng yêu này, nhân hậu này, bác ái này. Đấy, cô ấy luôn luôn cho đi, và cô ấy nghĩa cứ làm việc xong lại nghĩ đến cái hình ảnh người yêu của mình, và cảm thấy rằng giống như là anh gặp được em á, giống như may mắn nhất ở cuộc đời này, kiếp sống này và hàng bao nhiêu kiếp nữa, đó chính là anh gặp được em. Có lẽ là cái điều mà cái người nam này họ yêu nhất là người nữ là cái tính như này, cái tính cho đi này, cái năng lượng tràn đầy tình yêu này, nhân hậu này, vị tha này đó. Cho nên là anh mình đọc được cái câu đó là có lẽ cái điều may mắn nhất ở trên đời này đó là anh được gặp em, anh được yêu em và chúng ta yêu nhau đó, năng lượng như thế. Ôi mình thấy cảm động quá. Năng lượng của Temperance có nghĩa là từ khi gặp em á thì anh cảm thấy giống như anh đã tìm thấy được cái bến đỗ của đời mình rồi, năng lượng của Temperance. Cho nên dù chúng ta sẽ còn một cái khoảng thời gian khó khăn nữa thì giống như chùa Pentacle có nghĩa là anh vẫn còn phải chờ ấy, nghĩa là anh vẫn còn phải tính toán cân nhắc ấy, và em vẫn phải chờ anh một thời gian nữa. Nhưng mà hãy yên tâm chờ anh, bây giờ anh đang phải suy nghĩ. Đấy, tự nhiên mình nhớ đến cái bài hát là cái bài thơ nào nhỉ, cái bài thơ mà em yêu anh quá bận để yêu em á, có cái câu là làm ơn để anh suy nghĩ được không em á. Đấy, có cái câu này này, đó có nghĩa là giống như là họ nhớ nhung người nữ, họ rất muốn mang tất cả những cái điều tốt đẹp nhất cho người nữ, nhưng mà họ nói rằng tại cái thời điểm này anh phải tập trung anh suy nghĩ đã, anh không có nhiều thời gian để anh nói chuyện với em, anh cũng không có nhiều thời gian để anh quan tâm đến em, anh chưa có cái gì để cho em cả. Bởi vì tại thời điểm này giống cái người này này họ đang phải dồn tất cả cái trí não của họ để họ giải quyết, họ tìm đường, họ làm một cái gì đó, họ mở đường hoặc là họ họ xây lên một cái gì đó, họ thiết lập một cái gì đó để họ họ quay trở về với người yêu của họ. Và mình thấy cái người này, mình nếu mà xét về bảo là ai yêu ai nhiều hơn thì nó rất là khó, nó rất là khó phân biệt. Mà mình chỉ thấy là ở năng lượng của người nam thì tỏa lên nên một cái sự nồng nàn, có nghĩa là họ cái người này có một cái đặc điểm là khi mà họ ở bên cạnh người yêu họ rất muốn ôm người yêu vào lòng, họ muốn dùng tất cả cái gọi là cái sự ấm áp, cái sự mạnh mẽ của cơ thể họ để họ bao bọc cho cái người họ yêu. Còn cái rất giống với năng lượng của ra đời mẹ đất thì năng lượng của Emperor là năng lượng của núi mà, đấy giống như núi muốn ôm ôm bọc ấy, ôm bọc che chở tất cả. Thì cái năng lượng của người nữ lại là năng lượng của mẹ đất, nghĩa là cho đi, một bên thì cho đi, một bên thì bao bọc chở che. Trên đây nhất định đôi này là một cặp đôi twin flame các bạn nhé. Mình thằng đọc đến đây mình cảm thấy rất là cảm động. Cho nên là mình cũng không biết được là lý do tại sao mà các bạn yêu nhau nhiều như thế nhưng lại cứ luôn xảy ra những cái trục trặc để khiến cho hai người, cho hai bên, thế kiểu nó làm cho cái mối quan hệ nó cứ chập trùng. Nhưng mình nghĩ rằng có thể đó là những cái bài học của các bạn, những cái vấn đề mà nó đang trồi lên nó là những tổn thương, nó là những cái vấn đề mà các bạn cần phải giải quyết để có được cái nguồn năng lượng sạch ấy. Cái năng lượng sạch, nguồn năng lượng sạch giống như trái tim của các bạn ấy chỉ còn có tình yêu thôi, và có lẽ các bạn đang còn có những vướng mắc và thì để không thể đến được với nhau, để chưa thể đến được với nhau thì hãy tập trung nhìn sâu vào cái vướng mắc đó và các bạn giải quyết nó đi. Bởi vì với tình yêu như thế này mà các bạn để cho những cái các gọi là những cái
những cái bản ngã này, rồi những cái ghen tuông này, những cái nghi ngờ này, nó che lấp tình yêu này, nó ngăn chặn tình yêu này thì quả là đáng tiếc. Nói thật là cái lúc mà mình làm cái trả bài này á, mình chỉ nghĩ đến cái chuyện là mình sẽ xem là sau khi mà chia tay thì sẽ thế nào, ở lại thì sẽ thế nào, để giống như là mình cũng có một cái mục đích là bản thân mình cũng muốn biết là nó ra sao để mình còn quyết định cái cuộc đời của mình. Nhưng khi không ngờ lên trả bài thì mình lại cảm thấy nó cảm động đến như thế. Thực ra trả bài chung nó là không là câu chuyện của riêng ai cả đâu các bạn, ngay cả mình cũng như thế thôi. Mình chỉ biết nó là năng lượng chỉ dẫn thôi, và chúng ta được biết rằng cái người yêu của chúng ta ấy, đấy, họ đối xử với chúng ta như thế nào, họ cần gì ở chúng ta. Và ngược lại, các bạn có nhìn thấy chính mình trong trong cái tụ bài của mình hay không, đó thì chúng ta mỗi người sẽ tự biết cách làm thế nào để trong mối quan hệ này tốt đẹp hơn. Và các bạn nhớ rằng đây là trả bài chung, còn nếu như các bạn muốn nghe một câu chuyện cụ thể về cái việc là cái người đó họ đối với các bạn thế nào, họ mong muốn điều gì, họ nhắn gửi điều gì, họ muốn tặng cho các bạn điều gì, thì các bạn có thể liên hệ trả bài riêng nhé. Còn trả bài chung thì chỉ mang tính thông điệp như thế thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, cảm ơn các bạn thời gian qua đã luôn ủng hộ, đồng hành, chia sẻ cùng với mình. Các bạn tặng mình một nút like nhé, đừng tiếc một nút like với mình. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.